Ok, chào mừng tất cả anh em quay trở lại channel Hùng Bay, mình là Dũng ở đây. Bây giờ trên thị trường có rất là nhiều đơn vị bán Xiaomi Redmi Note 7, cũng như thế là đây là chiếc máy hot nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng mua ở đâu để có thể có một cái chế độ bảo hành tốt, và tại sao chiếc Xiaomi Redmi Note 7 lại hot đến như vậy, thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu. Đầu tiên thì đối với các cái sản phẩm của Xiaomi thì mình khuyên các bạn nên mua một chiếc máy mới 100%, và nếu đã là máy mới 100% thì chỉ có máy nguyên siêu thì mới có thể đảm bảo cho anh em. Và riêng về cái điều này thì Hùng Mobile sẽ đảm bảo cho các bạn, tất cả các máy Xiaomi Redmi Note 7 từ Hùng Mobile thì đều có nguyên siêu cả, và tất cả các sản phẩm Xiaomi nói chung thì cũng như thế luôn. Các cái sản phẩm Xiaomi Redmi Note 7 tại đây thì được bảo hành lên đến 15 tháng, một thời gian rất là dài, và không phải là bất kỳ một đơn vị nào có thể đưa ra thời gian bảo hành nó dài như vậy cho anh em. Đã là máy mới bảo hành lên đến 15 tháng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Còn bây giờ thì hãy đến với những cái điểm mà chiếc Xiaomi Redmi Note 7 này ăn đứt tất cả các cái đối thủ trong cùng phân khúc tầm giá, cũng như là lý do tại sao nó lại nổi tiếng như vậy. Chỉ với mức giá loanh quanh khoảng 4 triệu đồng thì máy đã sở hữu rất là nhiều các cái điểm cộng về thiết kế: màn hình Full HD cộng kích thước lớn, camera độ phân giải lên đến 48 megapixel, dung lượng pin lên đến 4000 mAh, có cả sạc nhanh Quick Charge 4.0 và chip xử lý Snapdragon 660 rất là mạnh mẽ. Đó là những cái điểm tin nhanh, còn bây giờ thì hãy vào đối với một số các phần chi tiết. Về ngoại hình của Xiaomi Redmi Note 7 thì có rất nhiều tương đồng với người Anh là Xiaomi Mi 8 Lite, khác biệt đến từ cái giải Gradient ở phía mặt sau lưng đã được đảo ngược lại từ tím sang xanh và theo chiều từ trên xuống dưới. Bên cạnh đó thì màn hình tay thỏ trên chiếc máy này cũng là màn hình giọt nước, nhìn rất là tinh tế, và cụm cam thì đã được xoay dọc lại. Còn lại thì Xiaomi Redmi Note 7 gần như giống hệt chiếc Mi 8 Lite từ vị trí bấm hay là độ dày của bề mặt hình. Theo các đánh giá từ chuyên gia thì màn hình 6,3 inch, độ phân giải là Full HD cộng của máy cho chất lượng hiển thị rất là tốt cả dưới điều kiện ánh sáng đèn điện khá là gắt. Camera selfie 13 megapixel chiếm một cái diện tích rất là nhỏ và có thể chấp nhận được ở phía mặt trước. Điểm nổi bật trên chiếc Xiaomi Redmi Note 7 đó chính là cái cụm cam kép phía sau có độ phân giải là 48 và 5 megapixel. Chính vì cái hệ thống camera lồi này cho nên là máy có thể là dễ bị xước ở cái cụm cam một chút. Xiaomi có lẽ thì nên tặng một chiếc ốp lưng dày hơn so với bình thường. Sức mạnh của chiếc máy này cũng không hề tầm thường một chút nào khi mà máy được trang bị con chip Snapdragon 660 mạnh mẽ bậc nhất trong phân khúc giá khoảng từ 4 cho tới khoảng 5 triệu. Trong tầm giá này chúng ta có thể tìm được các đối thủ khác trong cùng cái cấu hình, đó chính là chiếc Mi 6X cũng như là chiếc Mi 8 Lite. Mặc dù nhà sản xuất không đề cập nhiều đến vấn đề chống nước trên chiếc máy này, nhưng mà theo Lee Jun cho biết thì máy có thể kháng nước nhẹ, nhưng mà chỉ với cái trường hợp đó chính là ví dụ như chúng ta bị ướt tay thì chúng ta có thể sử dụng được máy, và máy được trang bị gioăng cao su ở những cái điểm rất là nhạy cảm, ví dụ như khay sim hay là các cái cạnh bo viền. Vậy thì trên đây mình cũng đã tư vấn chọn mua rất là kỹ cho anh em về chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Ngoài cấu hình mạnh, chúng ta còn có thiết kế đẹp, cụm cam cực kỳ đỉnh luôn. Và tại Hùng Mobile thì các cái sản phẩm Xiaomi Redmi Note 7 thì đều được bảo hành lên đến 15 tháng và tất cả máy còn nguyên siêu. Đây đã tạo thành một cái thương hiệu Hùng Mobile rồi. Tất cả các cái phiên bản thì mình sẽ để giá xuống phía bên dưới video cho các bạn nào muốn tham khảo, hoặc truy cập trực tiếp vào website của Hùng Mobile, đó chính là hungmobile.vn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.